cái đeo Moto. Đây là Sony WF-1000XM4. Và hôm nay chúng ta sẽ xem trong tầm giá 5 triệu thì con tai nghe nào sẽ là con tai nghe phù hợp cho mọi người nhất, cho từng nhu cầu mà mọi người muốn, và xem xét về nó trước khi mua nó. Enjoy nè. Chúng ta sẽ bắt đầu với con Sony 1000XM4 này trước. Về phần case á, thì mình đánh giá là nó không hề sang trọng mấy ha, nhưng mà nó rất là thực dụng trong cái việc đó là giữ sạch cây hơn so với con AirPods Pro. Vì con AirPods Pro nó làm bằng nhựa bóng, con này nó làm bằng nhựa khá là nhám, sờ khá là thích tay nha. Và nó có tính thực dụng khá là cao vì nó khá là nhỏ, mình đút túi dễ dàng luôn, không bị cấn, không gì cả. Và nó có tính năng rất là sạc không dây như con AirPods Pro luôn. Mình đi đâu đó về nhà mình chỉ cần đặt nó lên cái đế sạc của mình và mình đã sạc được nó rất là dễ, không có khó khăn gì cả và rất là tuyệt. Về phần housing á, mình đánh giá housing con này không khác gì so với con, thực ra nó rất là khác, nhưng mà cảm giác đeo á thì của nó không khác con đời thứ ba là mấy. Nó khá là cứng tay của mình, nhưng mà việc đó chỉ đeo lâu thôi nha, đeo lâu cỡ khoảng hơn một tiếng đồng hồ á thì nó bắt đầu xảy ra hiện tượng bị cứng tay. Phần này đập vào cái mang tay của mình khá là đau, đây cái phần này nó khá là đau tai và nó bị, nói chung là rất là khó chịu khi mà mình đeo lâu. Còn về tính năng á, con này nói về tính năng chống ồn nói trước đi ha, chống ồn rất là tốt, nhưng so với con AirPods Pro thì không như mình kỳ vọng lắm, kiểu kỳ vọng cao và thất vọng cao thì phải. Cái công nghệ Sony quảng cáo rằng á, nó có công nghệ chống ồn AI từ con tai nghe chụp tai con WH-1000 á, thì mình cảm giác như là nó không có hiệu quả cho lắm khi mà mình đeo vào, và cái chống ồn xung quanh mình nó không khác con AirPods Pro mấy. Nói về tổng thể của tính năng của con Sony này thì nó không khác gì đời trước của nó là con 1000XM3 ha, nhưng mà để đánh giá kỹ hơn á thì nó có một cái tính năng ăn tiền, ăn tiền luôn so với, và chắc chắn chiến thắng luôn cả so với con AirPods Pro, đó là tính năng LDAC. Thì LDAC là gì? LDAC là tính năng cho phép truyền tải âm thanh chất lượng cao, các bài nhạc high-res audio chất lượng cao qua chiếc tai nghe này để chúng ta có thể trải nghiệm được cái bài nhạc đó một cách tốt nhất. Thì đó là tính năng ha, thì đó là cái phần tính năng ha, so với đời trước của nó thì không có gì khác lạ cả, và mình vừa nêu ra các tính năng đặc trưng của nó thôi. Nói về chất âm của con này á, nó thiên hẳn về các dòng nhạc, mình nói hẳn luôn đó là các dòng nhạc EDM, các dòng nhạc mạnh và bass, thiên hướng bass nhiều, chứ không thiên về các dòng nhạc gọi là các dòng nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ nhàng. Nhưng mà vẫn có thể nghe được nha, tại vì nó cho cái âm trường khá là rộng. Khi mà nghe nhạc giao hưởng á, cái cảm giác nó đem lại cho mình rất là sướng, khi đó là nó giả lập cho mình giống như mình đang ở trong một cái căn phòng và mình được nghe nhạc giao hưởng ở trong đó vậy. Cái âm bass của nó, mà nói về bass á, thì cái âm bass của nó không có mạnh bằng các dòng guitar bass nha. Bass nó đập rất là chắc, rất là nịch, kiểu đập xuống một cái và nó lên luôn, chứ không hề đập xuống và nó bị tràn ra các dạy âm khác. Nói chung các âm của nó xử lý rất là tắc bật
Sony làm rất tốt về cái vấn đề này. Và đó cũng chính là một những lý do mà con này đang cháy hàng trên toàn thế giới. Đúng vậy, nó đang cháy hàng. Về giải mít á, giải mít con này gọi là không ấn tượng lắm. Khi mà nghe các dòng nhạc như trữ tình như là Bolero hoặc là nhạc vàng xưa thì nó không đem lại cho mình cái cảm xúc, cho mình cái cảm xúc gì tốt khi mà nghe cái dòng nhạc Bolero đó. Giải trap á, con này giải trap thì không ấn tượng lắm nha. Nó khá là kiểu bị hụt hơi trong các giải trap. Giải trap nó không được lên cao. Mà điều này mình nghĩ đó là Sony quyết định đúng đắn khi đã cố gắng làm cho cái giải trap nó bị hụt xuống để đảm bảo cái thời lượng pin của con này xài rất là tốt. Vì giải trap là giải mà xài nhiều pin nhất cho đối với tất cả các dòng tai nghe Truecaller, thì giải trap là giải mà tốn nhiều năng lượng nhất, nên là Sony đã quyết định cho nó thấp xuống để đảm bảo rằng cái thời lượng pin của nó được tốt nhất có thể. Đây là một tổng kết ha. Thì để việc so sánh giữa con Sony này và con AirPods á, thì mình tổng kết như thế này: những ai đang xài iOS hoặc là những ai đang xài iOS, xài MacBook, xài iPad thì nên mua AirPods Pro, vì nó là một cái hệ sinh thái rất là tuyệt vời. Nó có Spartan Audio, tính năng Spartan Audio là tính năng ăn tiền nhất của AirPods này mà Sony không hề có. Còn con Sony á, những ai đang xài Sony á thì mình nghĩ là nên mua con Android hoặc một thiết bị nghe nhạc, máy nghe nhạc của Sony có hỗ trợ tính năng LDAC. Như vậy nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Vì khi xài Android và các máy nghe nhạc á thì nó mới khai thác được tất cả các sức mạnh mà con này đang có. Còn nếu bạn xài iOS mà xài con này á thì cũng được thôi, nhưng mà nó rất là phí, phí tính năng LDAC của nó, vì iOS không hề có tính năng LDAC. Nên là trong tầm giá 5 triệu thì đây là hai con tai nghe đáng nghe nhất, đáng nghe và đáng mua nhất trong cái tầm giá này. Và tầm giá cao hơn á thì mình nghĩ có con Sennheiser, mà con đó thì khá là khó mua vì giá rất là cao. Nên là các bạn hãy lựa chọn sản phẩm tùy theo nhu cầu của mình, tùy theo hệ điều hành mà các bạn đang sử dụng. Sử dụng iPhone, iPad, MacBook thì cứ mua AirPods cho mình. Còn các bạn đang xài Android, Sony thẳng tiến, Sony. Con này rất là tuyệt vời so để nghe khi bạn sử dụng các thiết bị Android, rất tuyệt vời. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip review đồ sau ha. Hãy like và subscribe cho mình để mình có thêm động lực để làm tiếp các video về sản phẩm, cũng như là các bạn hãy comment cho mình biết nếu mình có sai sót khi nói về vấn đề gì đó. Hãy comment cho mình biết để mình sửa lỗi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.